Nào, trước hết chúng ta xem yêu cầu là viết cái hàm menu thực hiện cái chức năng này, chứ nhỉ? Thì bạn hiểu rồi, có bao nhiêu cái người ta làm thôi đúng không? Vậy đầu tiên chúng ta cứ viết, tạo một cái dự án này, ta viết hàm menu thì sao? Như vậy chúng ta sẽ cần một cái input, một cái giá trị vào, chứ nhỉ? Input một cái giá trị thì giá trị nào cũng được. Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái giá trị input là các số chẳng hạn. Chẳng hạn bạn khai báo một cái in là gì nhỉ? Là phím chức năng, có được không? Phím chức năng này. Đúng chưa? Phím chức năng là kiểu in. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hạ cái gì cấu trúc là switch, đúng nhỉ? Phím chức năng. Phím chức năng này. Phím chức năng này, đúng nhỉ? Nào, bây giờ đầu tiên thì ví dụ như chúng ta cây giả thử chức năng 1, đúng nhỉ? Chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiển thị một loạt các cái menu đã, chúng ta sẽ có như sau. Console này, chấm gì? Write gì? Write line. Chúng ta ghi nhỉ? Ghi này, 1. Ấn phím chức năng được chứ nhỉ? Ấn phím 1 này. Chọn các phím chức năng. Yeah. Chấm phẩy. Chúng ta copy đây, xuống này. Sau đó ta ghi là 1 này. 1 này chứ nhỉ? Là gì? Insert. Yeah. Nhưng mà các bạn nhớ cho thầy là đã gọi là assignment, bạn phải bạn phải viết bằng tiếng Anh nhé các bạn nhé. Dạ. Dạ. Đúng chưa nhỉ? Rồi. Insert patient. Đúng không? Phím 2 là gì các bạn? 2 là bạn phải xem ở cái phần này đúng chưa? 2 là sửa nhỉ? Là update. Edit person đúng nhỉ? Ví dụ thế. Edit này. Chưa? 2 này. Đúng chưa? Đó. Xong 3 console chấm gì dry line nha. Ví dụ như chúng ta lại ghi là 3 này chấm này update đấy, vân vân, bạn làm như thế đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta có cây 1 này, nếu chúng ta lựa chọn là cây 1 đúng không nhỉ, thì chúng ta gì, chúng ta đầu tiên ra cái console dry line trước đã, console này chấm dry line nhỉ, đúng chưa? Dạ. Bạn chọn này, cái này sửa sau đúng chưa? Bạn chọn in gì? Search. Nhỉ? Thế thôi, xong gì? Break. Nhỉ? Tương tự thế, bạn copy cho thầy cái này. Cây 2. Đúng không? Bạn chọn gì? Up gì? Hay là edit chứ nhỉ? Ví dụ thế đúng không? Cây 3. Bạn chọn gì? Bạn chọn là update, ví dụ thế. Ví dụ thế đúng không? Đấy là các thông tin đúng không nhỉ? Cái cách đơn giản nhất. Bây giờ bạn gọi cái này ra thì gọi như thế nào? Cái đơn giản nhất này. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái hàm gì nhỉ? Menu đúng không? Menu. Gọi menu ở đây. Patient đi. Dạ, menu. À, ở đây bạn cần phải gì nhỉ? Bạn phải main class à? Bạn phải dùng là cái, nếu thế bạn điền thầy là static ở đây nhé. Để chúng ta gọi cho dễ đúng nhỉ? Menu. Patient chấm gì nhỉ? Truyền vào đây là gì? Con gì? Console chấm gì? Convert chứ. Convert chấm to in 32 của console chấm readline
Rồi. Đấy. Thế thì bây giờ các em chạy thử này. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải có cái vòng lặp nữa chúng ta mới xử lý được tốt đúng không? Nhưng mà từ từ chúng ta cứ chạy một cách từ từ đã. Đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ phải giả sử bạn chọn phím gì, phím 1 thì nó sẽ bảo làm này hơi ngược đấy. Đúng không? Tức là insert. Bạn chọn gì? Bạn chọn insert nhỉ? Yeah. Ví dụ đây nó sẽ hiểu như thế. Đúng không? Như vậy đầu tiên thì bạn nên đưa cái này vào chứ nhỉ? Bạn có thể ghi luôn là như thế này. Nha, ví dụ như này, cũng sao cả, chả ảnh hưởng đến cuộc sống đúng không? Xong chạy lại đi. Rồi. Bây giờ nó sẽ bảo các thông tin này. Đầu tiên bạn chọn số mấy? Số 2 thì nó bảo là gì? Bạn chọn gì? Bạn chọn edit chứ nhỉ? Thế cái này chúng ta để sau cùng đi. Ta cho con này ở dưới. Cho nó ở dưới này. Đó. Đây. Ghi nhỉ? Thế thôi. Như vậy bạn hoàn toàn có thể chạy được chứ nhỉ? Run này. Start. Stop này. Thì đầu tiên ấy, người ta chạy này thì bạn bảo là bây giờ đầu tiên bạn chọn. Bạn chọn này, số 2 chẳng hạn thì bảo bạn chọn gì? Update chứ nhỉ? Bạn chọn edit. Đó. Các chức năng như thế đúng không? Đơn giản thế thôi đúng không? Bạn có 10 chức năng thì nó sẽ có gì? Có 10 cái switch case như thế này, cho chưa các bạn nhỉ? Thì đây chính là nội dung của bài mấy? Bài tập gì? Số 1. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Bài tập số 1. Xong rồi, đúng không? Bài tập số 1 thế thôi, còn sau này ta cần sửa thì ta sửa sau, nhưng về cơ bản thế, đúng không nhỉ? Ta cần viết thêm cái gì ta viết sau, nhá. Còn bây giờ ta cơ bản thế, xong bài tập số 1 nhé.